Rồi xong phim. Thanh chiếc xung quanh cái bút mình thôi Thanh. Cái bút. Mọi người ơi, mọi người có thấy em chưa? Tôi đã quay trở lại với mọi người và đã trở lại và còn lợi hại hơn xưa nữa nè. Có ai đó đã thấy em không? Mọi người ơi. Không phải vũ luôn. Đây là vũ dũng nghe. Em chào anh Dũng, em chào anh Thái Bảo Lâm. Chúc chào Thái Bảo Lâm luôn nghe. Trời đất ơi, chảy mồ hôi ướt hết cả trán rồi nè mọi người. Mọi người ơi, ai đang ở trong livestream của em thì mọi người comment lên đây cho em thấy mọi người luôn nha. Hello Vương Ken nè, tôi tốt chào anh Vương Ken luôn nha. Mọi người ơi, còn ai thấy tốt nữa thì mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn được không ạ? À? Chết cha, em quên uống thuốc rồi anh. Cho tao một bình thuốc đi. Mọi người ơi, ai thấy Túc rồi thì mọi người comment lên đây được không ạ? À? Cho Túc thấy mọi người luôn nha. Hello anh Hùng, hello Mộc Bình, hello Thái Hào, hello anh Hữu Nghĩa, hello anh Hoài Nam. Chào mọi người đang trong livestream của Túc luôn nghe. Mọi người ơi, ai thấy em rồi thì mọi người comment lên cho em thấy mọi người được không ạ? À? Chà chà chà. Vậy trời hả em còn chưa lên mắt kính nữa anh xạo quá anh nha. Mọi người ơi, ai đang ở trong livestream của em thì mọi người comment lên đây nha cho em thấy mọi người luôn. Em cảm ơn anh Thành Vũ luôn nè. Em hôm nay yếu người à? Dạ ha, em bị đau bụng. Em bị đau bụng cho nên một xíu nữa là em sẽ nói chuyện nhá xíu 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 thôi. Mọi người nhớ ngồi trong livestream chơi với em, đừng có chán em nha. Thôi kính nào màu xanh không sắp có luôn. Tường Vi ơi, có kính màu xanh luôn nha. Mọi người ơi, mọi người à, hello anh Hoài Nam, em chào Mộc Bình, em chào Thái Hà, chào Vương Ken, chào Hữu Nghĩa luôn. Em chào anh Vũ Lâm ạ. Mọi người ơi, ai đang ở trong livestream của em thì mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn nha. Giá bao nhiêu một cái mắt kính vậy? Ánh Ngọc ơi, mắt kính bên Túc có giá từ 700, 900, sale hôm nay còn 350, 450, 100 mấy cũng có luôn nghe. Hello anh Cường, em chào anh nãy giờ rồi mà, có bán sỉ không em? Có bán sỉ luôn á. Em cảm ơn anh Hùng luôn nghe. Không có bơ anh đâu. Mặt hồng hào mà uống thuốc về em hả? Ủa mặt hồng hào nhưng mà em đang bị đau bụng mà. Đâu có liên quan tới cái mặt đâu. Mọi người ơi, ai đang ở trong livestream của em thì mọi người comment lên cho em được không ạ? Em chào anh Tấn Nguyễn Văn luôn nha. Chào anh luôn nè. Chết cha, cái gì vậy? Lộ đáp án rồi hả? Có lộ đáp án không vậy? Mọi người nhìn thấy cái gì không vậy? Sai ghê luôn á. Hello, hello Liên Mai, hello anh Long Vĩ Bạch luôn nha. Ớ gặp lại Long Vĩ Bạch nữa rồi nè. Chào mọi người đang trong livestream của em luôn. Ai thấy em thì mọi người comment lên cho em được không ạ? Để em thấy mọi người, em tiện em tương tác với mọi người luôn nha. Hello các tình yêu. Anh Vĩ Bạch ăn cơm chưa? Mọi người ăn cơm chưa? Em thấy anh Cường mà. Anh Cường có thấy đáp án của em chưa? Em lỡ sáng mai dơ lên mất tiêu rồi. Hello anh Ánh Sáng Thiên Đường luôn, em chào anh nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ tôi sẽ lên câu đố cho mọi người chơi mini game rồi mình bắt đầu bán kính luôn ha. Thì hôm nay, ngày mai là em không có live stream cho nên hôm nay sẽ là em live xong rồi tới thứ hai em mới quay lại với mọi người đó. Cho nên hôm nay mọi người ủng hộ em thì là nhiệt tình luôn nha. Rồi mọi người ơi, em không muốn xa đi lâu gì vậy? Em không muốn xa đi lại nhớ nhung là cái gì nè. Rồi mọi người ơi,
Em không muốn xa nhưng mà khi mà đi lại nhớ Nhung, đó là cái gì mọi người ơi? Má ơi, thằng Long nó nghe cái câu này em đọc lên em còn không hiểu nữa, không biết mọi người hiểu không nữa. Rồi, Sóc ơi, nay là mấy giờ thế hả? Phan Tậu Vi ơi, hôm nay chị Túc like 7 giờ em nha. Hello anh Tuấn Phát luôn nè. Mọi người ơi, xa thì không muốn xa nhưng mà đi thì lại nhớ Nhung là cái gì mọi người ơi? Em không muốn xa nhưng mà đi lại nhớ Nhung, đó là cái gì mọi người ơi? Hello ánh sáng thiên đường luôn nha. Má em gọi nói em biết chưa? Nói em biết cái gì? Nói em biết là có người lại hỏi cưới em đó hả? Anh xạo lắm nha. Rồi mọi người ơi, anh ăn rồi em ơi. Dạ anh Long bị bạch, ăn no rồi hả? Tôi Túc đang đói bụng muốn chết luôn rồi nè. Rồi bao nhiêu một cặp mắt kính vậy chị Diệu? Diệu ơi, bên Túc có nhiều loại mắt kính lắm nha, và theo nhiều giá lắm luôn, từ 900 xuống còn 99k cũng có. Dạ em ăn rồi anh Long bị bạch ơi. Rồi mọi người ơi, em sẽ lên cái kính cho mọi người coi, là kính tặng cho mọi người luôn nha. Để coi coi tặng cái kính nào cho mọi người cho nó dễ thương đây ta. Đây, nếu mà là nữ trong livestream của em mình chơi ngày hôm nay thì mình sẽ được tặng mẫu kính này là màu hồng như vậy nha. Kính hello Trần Thị Mỹ Hạnh đây. Nếu như là nữ thì mình sẽ được nhận cái kính này, tôi Túc đang mang rất là thời trang luôn ha, dành cho nữ. Còn nếu như mà anh nam mà trúng thưởng thì em sẽ tặng cho anh nam chiếc kính nào đây ta? Chiếc kính màu đen cho nó ngầu nha. Đây, nếu như mà là anh nam. Hả? Thế chị kia cũng khỏi qua rồi mà. Ủa gì vậy? Đó, không có tin nhắn hả? Không. Qua đây ăn trước mặt cho chúng hiền. Trời ơi, nay mặc đồ, trời ơi. Ở đây mặc đồ bổ là dễ thương phải không? Rồi, mọi người nhìn nha, nếu như mà là anh nam thì mình sẽ được nhận cái kính này. Còn nếu như mình là nữ thì sẽ nhận được kính này mọi người ha. Trời ơi, mấy đứa bay có để cho chị mình like không? Muộn hủi thôi. Muộn hủi đâu ngon nhở? Ê, hủi mà. Cái nhà tàu xì á. Cái nhà tàu xì của mình ăn á. Ê, nước uống thôi chút, tao miếng thôi chút. Má rồi. Sai quá vậy? Ê ngon quá hả? Ê em á. Ê bữa nằm mua chị ăn chết. Nước uống nào nào chứ? Này nè. Đã không? Nói em biết anh chuyển tiền. Đang ngồi trong đây sao ăn? Trả không? Trừ chị một cuộc đi, hẹn bao nhiêu ạ? Có 25.000. Ngon quá. À, cảm ơn Thái Mỹ nha. Hello Quyết Lê luôn nè. Hello ánh sáng thiên đường. Em chào mọi người luôn nha. 13 đứa. Rồi, mọi người ơi, em không muốn xa nhưng đi lại nhớ, đó là cái gì mọi người ơi? Em không muốn xa đi lại nhớ Nhung là cái gì? Long, cái nghe nè, suy nghĩ câu đố khác đi, đọc câu đố này mọi người không hiểu luôn á. Mãi cho chị cái càng á. Trời, nãy giờ không ai trả lời luôn á Long. Mày ăn lại đi, mày nhiều chuyện á. Không, không thích ăn cái cục. Thích ăn cảnh cái cục cục mà. Má ngón chân, mẹ ngón chân đi, má chứ mà. Ăn nhiều vào rồi livestream hả? À, mặt mình dài, dùng trong nào hết hả? Sếp ơi, để xí hay Long Long, có câu đố nào lên không? Không. Có chuẩn bị sẵn đâu. Câu đó này sợ mình không hiểu luôn. Em không. Tự nhiên em không muốn xa nhưng mà đi lại nhớ Nhung. Đó, không ai hiểu luôn á. À, người à, thôi mọi người ơi, cứ nghe câu đố đi, cái gì ngày nào cũng có đi Lâm. Ngồi xong chị ghi đáp án cho. Rồi, mọi người ơi, trả lời cho em câu đố là cái gì ngày nào cũng có mọi người nha. Cái gì ngày nào cũng có được không ạ? Cái gì ngày nào cũng có mọi người nha, để suy nghĩ coi cái gì là. Vui. Mọi người ơi, ai đang thấy em rồi mọi người comment liền cho em luôn nha. Cái gì nhà nào cũng có mọi người nha. Nhẹ lắm. Rồi, chết vì ăn luôn đó hả? Hiểu chết liền. Ồ, cái lên câu đố đó không hiểu gì luôn mọi người ha. Đợi em xíu đi, để em lên câu đố khác cho mọi người nè. Nhìn nè, kết quả nè. Đó, đáp án gì nha. Rồi, mọi người ơi, mình chơi câu đố khác luôn nha. Chứ câu đố hồi nãy em nói thiệt, em đọc em còn không hiểu cái gì mọi người hiểu đúng không nè. Rồi, cái cửa là sai luôn nha. Cái gì nhà nào cũng có hết mọi người nha. Cái gì mà nhà nào cũng có mọi người comment liền cho em được không ạ? Kèm theo đó là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần nha. Chia sẻ vào hội nhóm cho Túc Túc tổng cộng là 10 lần. Comment liền cho Túc luôn đáp án là cái gì. Cái gì mà nhà nào cũng có hết trơn hết trọi hết nha. Rồi, mọi người comment liền cho em được không ạ? Mình nhận được kính rồi, đúng dịp chạy đi biển. Ok, Ánh Ngọc, cảm ơn Ánh Ngọc nhiều luôn nha. Cái nhà em ơi là xanh bét bẹt bẹt luôn rồi. Hello tỷ, tỷ chào Ngân muội muội luôn của chị luôn nha. Em chào anh Cường. Hello anh Cường, hello bé Huyền của chị Tóc luôn nè. Chị chào em luôn nha Huyền nha. Mọi người ơi, mọi người thấy em không ạ? À? Mọi người thấy em thì mọi người comment thiệt là nhiệt tình cho em luôn nha. Anh Cường ơi, cái nền nhà là sai bét bẹt bẹt luôn rồi. Dây phơi quần áo là sai luôn rồi em ơi, hổng có đúng luôn đó nha. Rồi, mình chưa nhận được hàng rồi nhé hả? Mình nhận được hàng rồi nhé. Ok Tường Vy luôn nha. Cảm ơn Tường Vy. Đúng rồi, kính đẹp y như hình thật luôn đó ạ. À. Thấy anh bảo ban luôn rồi nè, lấy lên không? Rồi, mọi người ơi, mọi người à. Đây, mọi người ơi, câu đố là cái gì nhà nào cũng có hết trơn mọi người nha. Cái gì nhà nào cũng có. Chị nhắn tin, thông tin qua nhắn tin nhắn rồi nhé. Dạ ok chị Nhi Thục nha, cảm ơn chị Nhi Thục của em luôn. Đúng hẹn lại lên đúng không, em nhớ bà Nhi Thục lắm luôn.
lên đồng tố thêm hơi bị lâu luôn mới thấy đồng tố thêm vô livestream của em luôn đó nha. Đế Huyền ăn cơm chưa nè? Rồi. Tụi bay phải để tao livestream không vậy đó bụng. Không lẽ em đi cắt tiết tụi nó mọi người. Em khổ tăng quá. Em đang ngồi live cũng nói bụng mà tụi nó cứ ngon quá em chịu không nổi luôn đó. Cái nhiệt độ là sai luôn á, cái nồi là sai. Em hello anh Mạnh Tùng luôn nha. Hello Trần Ngọc Nhi, chị Tốt chào em luôn. Em chào anh Đồng Tố Thiên. Rồi, hello bé Huyền của chị Tốt luôn, ăn cơm chưa? Em like chưa vậy? Cái nhiệt độ là sai luôn. Cái gì nhà anh cũng có, chỉ có thiếu Tốt thôi, đúng rồi. Cái gì mọi người cũng có hết, chứ điều mọi người thiếu em thôi. Một cánh đi mà vô. Bé Huyền ơi, ngày mai em like ca sáng ca gì cũng được hết trơn. Em muốn like ca nào cũng được hết trơn đó nha. Rồi mọi người ơi, cái gì nhà nào cũng có hai cái kính mà Túc tặng cho mọi người là hai cái kính trên đầu của Túc luôn, 400k một cây luôn nha. Em thấy có cái gì ấy hả? Cái gì em thấy cái gì em comment cho chị đi. Chính rồi mới là ok bé Huyền nha. Ăn cơm chưa? Rồi, hello Trần Thị Mỹ Hạnh luôn nha. Cái tivi là sai luôn rồi mọi người ơi, chưa có đúng luôn nè. Cảm ơn Diệu Ngang. Rồi, đúng rồi, kính bên Túc Túc là cái nào cũng đẹp hết trơn hết chọi. Cái nồi là sai luôn, Minh Tuấn ơi, cái cửa cũng sai luôn nha. Rồi, mọi người nhìn nha, em có hai cái mẫu kính này em tặng cho mọi người chơi mini game. Tao cắt tiếp tụi bay, bây giờ tụi bay nói chen tao luôn đó hả? Rồi, mọi người ơi, có hai cái kính này em tặng cho mọi người chơi mini game nha. Nếu như là nam thì được nhận kính đen, còn nếu như là nữ thì thích nhận kính nào nói chung cho mọi người chọn hết trơn á. Em nói chuyện vui tính ha. Em cảm ơn Hồng Giác nha. Rồi, Túc kìa, mọi người không chạm nhé vì Túc đang mang tâm hồn ăn uống. Em ngồi em like ở đây mà tụi nó cứ ngon quá hoài luôn á mọi người. Nó đưa cái chân gà tàu xì ra gặp cái món đó là món hảo của em nữa. Rồi, nói chuyện một cái là nước miếng nó muốn ứa gà luôn rồi đó. Rồi, mọi người comment cho em nha. Ngực gì mà trắng thế hả? Cái gì? Rồi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Cái gì nhà nào cũng có hết trơn mọi người ha. Alo. Em đang like cho em xíu, gọi lại cho anh nhé. Ok. Rồi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Cái gì giờ nào cũng có hết được không ạ? Cái chổi là sai vợ anh lên rồi hả? Đâu, vợ anh đâu, anh comment lên đây cho em thấy coi nè. Cái nhà là sai, cái kính là sai luôn. Cái nhà là sai rồi Hà Huy ơi. Rồi, mọi người comment nha. Cái gì? Cái son là sai rồi chị Mỹ Hạnh ơi. Cái gì nhà nào cũng có hết. Tao phai cái kính vô đầu tụi bay bây giờ, tụi bay có biết tao đang live stream. Má ơi, nó nhầy thiệt luôn á. Rồi, cái giường chị làm sai luôn. Anh ngắm dáng em làm cái gì? Em cảm ơn Sơn Nguyễn luôn nha. Gạo là sai luôn rồi. Mọi người ơi, tụi nó đang chọc em điên lên đó mọi người. Trời đất ơi, quá đáng lắm luôn. Rồi, cái bàn thờ là sai, cái nhà là sai, lửa là sai, cái chổi là sai luôn mọi người nha. Cái này rất là dễ luôn, cái gì mà nhà nào cũng có hết trơn, nhà đều có. Nhưng mà có một cái em biết mọi người nè, nhà cũng thiếu, đó là thiếu ai biết không? Thiếu cái gì biết không? Thiếu em đó, thiếu Túc Túc đó nha. Rồi, trồng kính chất liệu của nó là bằng trồng thủy tinh hữu cơ em nha. Cái giường chị hả? Cái giường của công ty, cái giường của chị, cái gì? Cái cửa là sai. Ôi, nụ cười đáng yêu quá hả? Cảm ơn Ly Hồng nha. Cái ngõ hả? Cái ngõ là cái gì? Cái ngõ là cái gì? Là cái cửa hả? Cái ngõ đằng trước đó hả? Máy từ nhỉ? Hello Bạch Ngọc Tại, em chào anh Tại nữa nè. Cái sàn là sai, cái máy là sai, đồng hồ là sai, ánh sáng là sai luôn nha. Sai bét bẹt bẹt hết trơn mọi người ơi. Mọi người đã chia sẻ live stream cho em chưa? Em đau bụng quá mà em nói vậy là mọi người thấy em siêu nhân không? Rồi, cái bếp là sai, cái quần hả? Cái quần là sai luôn. Để em coi coi nha. Để em coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Nếu như lượt chia sẻ tăng lên, em sẽ gợi ý cho mọi người liền luôn nha. Để em coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Em sẽ gợi ý cho mọi người liền luôn được không ạ? Cái nhà là sai rồi ha. Coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ nha. Nghĩ sao vậy? Mới có 41 lượt chia sẻ à mọi người ơi, mọi người không có chia sẻ livestream cho Túc Túc kia. Mọi người ơi, mọi người không có chia sẻ livestream cho em, mọi người ăn gian với em quá nha. Mới có 41 lượt chia sẻ thôi, rất là ít luôn. Em nhắc lại cho mọi người nha. Không có được đâu anh Thành Trung ơi, không có được đâu nha. Sao anh biết sao vậy đâu, bỗng nhắc sao vậy? Rồi cái chỗ là sai luôn ha. Mọi người nhớ nha, tham gia mini game là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần nè. Chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em rồi mới được comment nha. Nãy giờ mọi người comment ăn gian em kìa đúng không? Mọi người không có chia sẻ livestream mà mọi người comment khí thế luôn, không chịu đâu nha. Có được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng không? Được luôn mơ Ái Hoàng ơi, được kiểm tra hàng trước khi mình nhận được hàng nha. Cái nhà cái gối quần áo là sai. Anh Đồng Tố Thiên chưa có chia sẻ livestream luôn kìa. Anh Đức Dũng không có chia sẻ livestream cho em mà mọi người comment như đúng rồi, không được đâu nha. Như vậy là tội em lắm luôn á. Mọi người thương em á, mọi người yêu quý em, mọi người chia sẻ cho em cái livestream này được không? Để em bán đắt hàng nha. Tại vì em nói nhiều em đau họng lắm luôn.
Bây giờ em sẽ chỉ cho mọi người cách chia sẻ livestream để mọi người chia sẻ livestream này giùm em luôn nha. Rồi 14 tuổi để ship chị lên cho em coi nha. Đây, mọi người nhìn nha, thì trong cái màn hình livestream như vậy, mọi người click vào chữ chia sẻ ở đây cho em nha. Thì nó sẽ hiện lên. Trâu bò thấy like từ trưa tới giờ luôn đó hả? Đâu có đâu, em mới lên like thôi đó. Anh chỉ nụ cười của em thôi, cảm ơn Thành Trung nha. Rồi mọi người click vào cái chữ chia sẻ ở đây cho em. Thì nó sẽ hiện ra đầu tiên là chữ viết bài. Mọi người nhắc cho chữ viết bài nha. Mọi người nhắc cho cái chữ này nè, hai chỗ này nó có chữ là định chỉnh ra chỗ này nè. Chỉnh hình trái đất cho em là chế độ công khai. Bấm chữ xong và bấm chữ đăng ở đây cho em nha. Sau đó bấm chữ chia sẻ, chọn hội nhóm ở đây. Và sau đó nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn. Đó, thấy chưa, nhiều lắm. Mọi người click vào những cái ô màu xanh ở đây cho em để mình chia sẻ livestream vào nhóm giúp em nha mọi người ơi. Để cho em bán đắt hàng, em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Đó, chia sẻ màu xanh ở đây cho em nha. Có bao nhiêu hội nhóm, mọi người chia hết giùm em được không ạ? Rồi, chia sẻ phiền người ta lắm hả? Anh Võ Đức Tài ơi, không có, mình chỉ chia sẻ trên trang cá nhân với lại hội nhóm thôi. Mình không có chia sẻ vô tin nhắn người ta cho nên không có phiền đâu anh nha. 100 đủ cho em hả? Dạ chưa có đủ luôn anh ơi, phải nhiều nhiều lên. Rồi, mọi người chia sẻ livestream cho Túc luôn ha. Cái gì nhà nào cũng có hết trơn. Anh Điền Khắc Kim ơi, anh có chia sẻ livestream cho Túc chưa anh ạ? Anh Quyết ơi, anh chia sẻ livestream cho em đi, coi một mình được rồi hả? Anh Đức Tài này, anh thương em mà phải chia sẻ livestream cho em bán được hàng. Em mới về ăn cơm với má em được chứ, má em còn chờ em ở nhà kìa. Rồi, em đã hai chữ hại não đó em ơi. Vui mà anh Vũ Xuân Đồng ơi. Rồi, máy anh không có ứng dụng chia sẻ ai mà xui quá giờ anh Cường. Rồi mọi người ơi, thì bây giờ em sẽ lấy một cái kính cao cấp hơn để em tặng cho mọi người luôn nha. Để củng cố tinh thần livestream của mọi người, em sẽ tặng cho mọi người một mẫu kính đắt tiền nhất bên em luôn. Đó là mẫu kính này đây nha. Mọi người nhìn nha, chiếc kính này có thương hiệu là Armani, có logo Armani ở đây cho mọi người nè. Cái càng kính của nó rất là đẹp luôn, bên trong có tráng phản quang như vậy. Giá của kính này là bao nhiêu vậy Long? Cái kính này là giá nhiêu vậy? 1.0019 0019 mọi người nha. Thì giá gốc là 900k, hôm nay em sale 450, hôm nay em tặng kính này cho mọi người luôn đó. Rồi cái kính này Acma này có hộp đầy đủ cho mọi người, 900k một cây. Ngày hôm nay sẽ tặng trong livestream này cho mọi người một cây kính này nha. Nhưng mà cây kính này em chỉ dành cho người nào chia sẻ livestream giúp em nhiều nhất thôi. Thì á, em sẽ bấm giờ trong vòng 3 phút thôi. Ai là người chia sẻ livestream cho em nhiều nhất, em tặng cho người đó chiếc kính em đang mang luôn, 900k một cây mọi người nha. Còn bây giờ thì em chuẩn bị bấm giờ nha. Trong lúc em chuẩn bị bấm giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách chia sẻ livestream và hội nhóm một lần nữa. Cho mọi người chia sẻ livestream để lượt share tăng lên, em công bố kết quả cho mọi người trúng thưởng nha. Cái rộng của nó sáng bóng cực kỳ đẹp lắm luôn. Rồi mọi người nhìn lại một lần nữa ha, click vào chữ chia sẻ cho em. Rồi chọn hội nhóm cho em nha, bấm chữ hội nhóm. Rồi nó hiện lên liền luôn. Trái kia hả? Hiện lên những cái nhóm như vậy. Mọi người click hết vào những cái ô màu xanh ở đây cho em được không ạ? Chia sẻ thiệt nhiều luôn. Đợi một xíu nó sẽ hiện ra rất là nhiều luôn ha. Rồi cứ thế mà click vô cho em nha. Thì trong vòng 3 phút em sẽ cho hệ thống kiểm tra, coi ai là người chia sẻ nhiều nhất, em tặng kính cho người đó luôn. Rồi mọi người nhìn nha, nhấp chữ chia sẻ, chọn viết bài, chỉnh chế độ công khai, bấm hai chỗ này, chọn hình trái đất và bấm chữ xong, bấm chữ đăng ở đây là được nha. Rồi bây giờ em sẽ bấm giờ trong vòng chỉ có 3 phút thôi. 3 phút mọi người nha, 3 phút bắt đầu. Ok nha, 3 phút đã bắt đầu rồi. Mọi người tranh thủ chia sẻ livestream, kèm theo đó là comment đáp án cho em liền luôn nha. Hello anh Nguyễn Văn Trần Nguyễn luôn nè. Hello Kim Nguyên, em chào anh Nguyễn Sơn Đồng, em cảm ơn Sơn Đồng nha. Dạ 50 nhóm là nhiều đó anh ơi, là em kiểm tra cho nhân viên kiểm tra, sau đó em sẽ tặng cái kính này cho anh luôn ha. Rồi chỉ cần ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất là sẽ nhận được cái kính mà Túc đang cầm luôn, 900k một cây, hàng cao cấp có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Khi mọi người nhận được cái kính tặng, mọi người cũng sẽ được bảo hành tới 3 tháng luôn, được không ạ? Rồi, tranh thủ chia sẻ cho em nha, 3 phút giới hạn cho mọi người đó, để cái kính trên đây cho mọi người ghiền chơi nha. Đây, kính này dành cho người chia sẻ. Cái nồi chị ơi là sai luôn ha, cái cột chị ơi là sai luôn em ơi. Thời gian cho mọi người còn 2 phút thôi nha, để em coi coi lượt chia sẻ có tăng lên chưa. Lượt chia sẻ chỉ cần tăng lên trên 1.000 lượt chia sẻ, em công bố đáp án cho mọi người comment liền luôn. 50 nhóm thì anh thua rồi luôn đó hả? Rồi, mới có 186 nhóm thôi, rất là ít mọi người chia sẻ livestream trên thiệt là nhiều luôn nha. Cái chổi là sai luôn rồi, mắt kính đẹp tật hả? Mình rất là ân, cảm ơn Đoàn Lan Anh luôn nha. 50 nhóm thì anh thua luôn rồi hả anh Cường ơi? Mình 70 nhóm đây, anh khoa xạo em nha. Nãy giờ ai cũng kêu 100 nhóm, mà 70 nhóm, 50 nhóm nãy giờ tính ra là 250 rồi đúng không? Nhưng mà trong đây mới có 100 mấy thôi. Mới có... Tụi mày không nói nữa đi, sao tụi em luôn vậy? Dành nói rồi.
Rồi, 214 lượt chia sẻ rồi. Hello bé Úc Xí Quách, chị thấy em rồi nè. Cái nhà là sai, cái bàn là sai, bàn thờ là sai. Em khát nước chưa? Dạ, em khát nước lắm luôn. Để uống nước nha, em khát nước lắm rồi. Chị thích chân gà đó quá, lòng ơi. Ủa, chỗ đó bán há cảo luôn hả? Há cảo quá ngon lắm bên kia. Chân gà ngon quá. Chia sẻ phải đoán nữa mới trúng à em? Dạ không có anh ơi, chia sẻ nhiều là sẽ được trúng luôn anh nha. Cái cổng là sai, cái nhà vệ sinh cũng sai. Trần Mây ơi, chưa có chia sẻ livestream là không được comment đâu nha. Nhớ nha, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần cho em. Chia sẻ vào hội nhóm cho em tổng cộng là 10 lần, comment liền cho em luôn nha. Rồi, thời gian cho mọi người còn bao nhiêu nữa đây? Coi mọi người ơi, thời gian cho mọi người chỉ còn 45 giây để mọi người chia sẻ livestream thôi. Sau khi 45 giây này kết thúc, em sẽ bắt đầu cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn. Gợi ý cho mọi người đáp án có 2 từ. Gợi ý cho mọi người đáp án có 2 từ mọi người nha. Đây, cho mọi người coi còn 30 giây nữa thôi, sắp hết thời gian rồi đó. Cái nhà là sai, cái nồi cơm 3 chữ rồi anh ơi, có 2 chữ thôi. Mọi người comment cho em 2 chữ thôi, chung đựng gạo là sai. Đã tốn tiền với sách nữa rồi hả Phương Ly ơi? Còn 18 giây cho mọi người chia sẻ livestream thôi nha. Mọi người ơi, mình tranh thủ livestream, mình tranh thủ chia sẻ livestream cho em nha. Rồi, 11 giây thôi được không ạ? Còn 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ai mất chuẩn bị hết chưa? Anh 50 nhóm và 4 lần trang cá nhân rồi, ok anh Vũ Sông Đồng, cảm ơn anh nha. Hết giờ. Ủa sao cái chuông nó thấp ghê luôn á, mọi người hết giờ rồi nha. Ok Lâm ơi, nhắn tin cho hệ thống kiểm tra đi Lâm ơi. Rồi, trong lúc đang đợi hệ thống kiểm tra thì em sẽ share cho mọi người một mẫu kính nha. Chỉ có những ai ở trong livestream nãy giờ có chia sẻ livestream. Mình bấm mỏi tay luôn mà không biết bao nhiêu nhóm. Ok Nguyễn Khoa luôn nha. Rồi mọi người nhìn nha, chỉ có những ai đang ở trong livestream của em và có chia sẻ livestream của em mình mới nhận được nha. Đây mọi người nhìn nè, đây sẽ là phần tiếp theo dành cho mọi người trong livestream ngày hôm nay. Đó là chiếc kính này có thương hiệu là Gucci. Gucci mọi người nha, có chữ Gucci được khắc tia laser ở trên đây. Có tem Gucci về tháo ra cho em. Trong kính này không phải là trong nhựa, không phải là trong meca mà nó được làm bằng trong thủy tinh hữu cơ luôn. Trong thủy tinh hữu cơ rất là đẹp luôn ha. Chống tiêu UV chuẩn 400. Cái mẫu này nó rất là trong cho nên mọi người có thể là đi ngày đi đêm được luôn. 400 nè, thấy chưa ạ? Mẫu kính này nam mang được, nữ mang được. Viền của nó màu vàng như vậy nha. Viền màu vàng có chữ Gucci ở đây cho mọi người. Đây em mang cho mọi người coi rất là sang chảnh luôn. Cái mẫu này mình mang chỉ có nước chán rồi thì thôi chứ nó không bao giờ bị tróc cái màu vàng này đâu ra nha. Rồi, mẫu kính này 400k một cây tại shop của em. Nhưng mà ngày hôm nay những ai trên livestream này có chia sẻ livestream, có comment đáp án cho em sale với giá 149.000 một cây thôi. 149.000 một cây nha. Em có hai màu là màu khói với lại màu trà. Màu khói trên đầu của em còn màu trà ngay trán của em nha. Đó, có hai màu cho mọi người lựa chọn. Bây giờ mọi người ơi, ai comment cho em nhanh nhất cái mã của nó là 2025 kèm theo số điện thoại, em sẽ chốt cho người đó 149.000 một cây, bảo hành 3 tháng, giao hàng tận nơi cho mọi người kiểm tra hàng luôn. Và duy nhất chỉ có 11 người comment đầu tiên thôi nha. 11 người comment nhanh nhất sẽ mua được cái kính này 2025 149k một cây. Dạ có, ship hàng ra Bắc luôn anh bạn. Bạch Ngọc Tài ơi, em ship hàng ra Bắc luôn nha. Rồi. Tiền ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k mọi người nha. Rồi, mọi người tranh thủ comment cho em là 2025 kèm theo số điện thoại. Ok anh Tại, 2025 mà ống comment là 2520 tôi chết với ông luôn á. Rồi, ông vô duyên ta mua kính của em này mày. Cái gì vậy anh Hồng Giáp ơi, hãy lên Hồng Giáp nha. Anh yêu em rồi thì anh hãy ủng hộ kính của em thiệt là nhiều luôn anh ơi. Rồi, mọi người comment cho em nha. Em chốt cho anh Bạch Ngọc Tại một cây luôn. Mã kính là 2025, 149k cho Bạch Ngọc Tại. Rồi, kính đẹp mà rẻ nữa, em cảm ơn Hồng Giáp ạ. Lên mẫu vuông to trồng thủy tinh hữu cơ đi. Vị vuông to trồng thủy tinh hữu cơ, ok nha. Có trồng Boleroi được không, nó sẽ bền hơn đó anh ạ. Chốt cho anh Phan Hoàng một cây 2025, màu xám là màu này màu đen đúng không anh ơi. Anh Phan Hoàng một cây luôn nha, ok anh Hòa Huy. Em cảm ơn anh ạ, 149.000 một cây. Chị thấy em không, chị thấy min min luôn nha. Kính này nè, chống tiêu UV là chuẩn 400 cho mọi người luôn. Trên shop em bán tới 400k một cây. Nhưng mà hôm nay trên livestream này chỉ còn 149.000 thôi. Em chốt cho Minh Ngọc Nguyễn một cây. Ok Minh Ngọc Nguyễn một cây luôn nha. Ok Minh Ngọc Nguyễn 149.000, bảo hành 3 tháng. Cho Đỗ Thành, Đô Thành một cây này luôn. 149.000 cho em xin màu luôn Đô Thành ơi. Giờ cái đầu quay nên không thấy được chị rồi hả? Sao giờ nhức đầu quá hả? Anh Đông Trân Lê ơi, cho em xin số điện thoại, em mới chốt hàng cho anh được nha Đông Trân Lê ơi.
Rồi, mọi người nhìn nha, cái viền màu vàng ở đây nè, với lại cái viền màu đen ở đây nó sẽ không bong, không tróc ra cho mọi người đâu nha. Nó sẽ rất là bền cho mọi người luôn. 149.000 một cây thôi, phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k. Mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn. Chốt cho Yến Nguyễn Võ một cây này luôn nha. Yến Nguyễn Võ một cây này 149.000 một cây cho Yến Nguyễn Võ. 149.000 thôi, không có bán bưởi đâu nha. Ok, anh Hà Huy ơi, trên 100 nhóm em sẽ cho hệ thống kiểm tra liền luôn nha. Xỉn rồi chị ơi, hỏi nhậu hả? Quỷ sứ hàng nít nơi nhậu gì vậy? Em ăn cơm chưa? Dạ Vương ơi, hello anh Vương. Nhìn chị mà sai. Em vuốt xuống đọc comment đây hả? Comment anh đi, em thấy nè. 2025 màu đen nhé. Dạ ok, shop em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 Sài Gòn. Anh Trương Thiện ơi, em chốt cho Đông Trân Lê màu đen luôn nha. Rồi, còn ai lấy nữa comment cho em luôn đi ạ. Đông Trân Lê em chốt cho anh màu đen này rồi. Đây, để em mang màu đen lại cho anh coi nha. Cái này mình có thể là đi đêm được luôn đó anh ạ. Trồng thủy tinh có hộp đầy đủ cho mọi người, có khăn đầy đủ luôn. Khi mua hàng hả, thì mọi người mở ra coi kiểm tra hàng luôn. Em chốt cho Diện Phan, Diện Phạm ơi, comment cho Trúc là 2025 đi nha. Hai cây thì lấy màu nào cho em xin màu luôn. 2025 em mới biết mã nha. Nãy chúng mini game nên đi ăn mừng. Quỷ sứ hà, mừng giỏi quá vậy. Để ốc xin quách nãy chúng mini game á. Rồi, mọi người ơi, anh Diên Phạm ơi, cho em xin mã là 2025 nha. Để em coi anh Cường comment cái gì nè. Anh Cường comment cái gì vậy? Anh Cường chúng mini game rồi nhé mọi người. Giờ kết thúc mini game nhé mọi người. Anh Cường tỉnh quá ha. Rồi, Diên Phạm ơi, cho em xin 2025 kèm số điện thoại luôn nha. Chốt cho Trường Trung Trực. Gì? Trường Trung Trực hả? Trường Trung Trực, cái tên gì mà dễ thương quá vậy? Anh Trường Trung Trực một cây, 149.000 một cây cho Trường Trung Trực. Chốt cho Nguyễn Khoa, 2025 màu đen cho anh Nguyễn Khoa luôn. Anh Diên Phạm ơi, cho Túc xin số điện thoại kèm theo mã luôn nha. Rồi, anh Diên Phạm ơi, cho em xin 2025 đi. Bây giờ em sẽ qua mẫu nữa nha. Chốt cho chị Ngọc Lan một cây này luôn. Ok, Ngọc Lan, 2025 luôn nha. Rồi, ai lấy nữa thì comment liền cho em luôn mọi người nha. Tao tán cho mỏ này bây giờ. biết rồi nó hết trời. Rồi, có nhắn tin bên shop hoặc hỏi trả lời anh ơi. Ok nha, rồi trả lời về Oxy Watch cho chị Túc luôn. Rồi, bây giờ mọi người ơi, Ngày mai nha. Rồi, anh Hoàng Nhất Sinh này, anh chọc Túc về hả? Anh Hoàng Nhất Sinh mua kính đồng hồ Túc đi. Anh Diên Phạm ơi, nãy giờ anh còn chưa cho em xin mã là 2025 nữa kìa ông nội. Rồi, em lên kính khác cho mọi người coi nha. Ô, em có cái kính này ngầu lắm luôn mọi người ơi. À, hồi nãy có ai hỏi em là cái kính trồng vuông, trồng thủy tinh hữu cơ đúng không? Thế anh Chí Thắng ơi, em chốt hàng cho anh rồi mà. Anh chưa nhận được hàng hả? Anh theo dõi em suốt ngày và chia sẻ nữa mà anh chẳng thấy chúng thưởng nha. Anh Tại dễ thương quá. Dạ ok, Diên Phạm hai cây màu trà với màu khói. Có bán hả? Đâm sữa hả? Có bán đâm sữa là bán gì anh ơi? Diên Phạm một cây màu vàng, một cây màu khói luôn nha. Em cảm ơn Gano Đề Ma luôn nha. Rồi, có mẫu mon anh không chị? Có nhưng mà chị hết rồi bé yêu ơi. Còn tao cho chị đi, bé cho chị đi. Còn mon lanh nha mà còn hai cây thôi. Cái hộp này nè. Rồi, còn mon lanh luôn nha. Lên cho mọi người coi cây coi mon lanh này nè. Trần Ly ơi, anh có thể nào cho em xin hay là chị có thể cho em xin cái mã là 2025 được không ạ? Thanh Tùng ơi. Tôi có mẫu này luôn nè. Thanh Tùng ơi, tôi lên cho em coi mẫu mon lanh luôn nha. Đây mọi người nhìn nè, hộp của nó nha. Hộp đây là hộp bằng nhôm nha. Em chốt cho anh Đô Thành 2025 màu đen ship ok anh nha. Ship 30.000 anh ạ. Trần Ly ơi, cho em xin cái mã là 2025 là kính trên đầu của em hai cây này, 149.000 một cây. Mệt quá. Hồi sẽ sao em có đặt hoa anh? Dạ có anh nào Huy nha, em sẽ kiểm tra liền, sau đó em sẽ thông báo trên livestream luôn. Anh Phạm Năm nha, anh bậy lắm nha, không có bán bưởi đâu ông nội, có hai trái bưởi bán rồi lấy gì mà xài cho nội. Rồi, mọi người nhìn nha, giá của nó là 900k một cây, hôm nay sale còn 450. Mọi người nhìn nha, đây là dòng kính mon lanh mọi người ha. Vừa đẹp vừa rẻ vừa xịn hả? Trời đất ơi, muốn cái gì mà muốn giữ vậy? Rồi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Ok, Kim My Nguyễn ơi, em sẽ nghe lời góp ý của Kim My Nguyễn luôn nha. Cảm ơn chị yêu ạ. Rồi, mà không có đâu chị yêu ơi, bên em bán hàng cực kỳ uy tín luôn. Vì khi mà chị mua hàng á, em sẽ cho chị kiểm tra hàng đầy đủ luôn nè. Khi mà em nói trên livestream như thế nào thì khi mà chị nhận được hàng á, chị sẽ coi hàng coi có đúng chất lượng như mà Tốt đã nói trên livestream không. Nếu như mà không đúng chất lượng, bị trời bị xước hay là không giao đúng mẫu đúng mã thì chị có thể là không lấy kính luôn nha. Còn nếu như mà chị thích rồi thì chị lấy kính, vì bên em có bảo hành cho chị tới 3 tháng luôn. Rồi, em cảm ơn Hoàng Nhất Sinh, Mã Bút Dạ, Quỷ Sứ, Nguyễn Cường này chào em hoài. Ok, Trần Ly, em chốt cho Trần Ly cái cây 2025 màu đen luôn nha. Chuột Tí ơi, cho em xin mã luôn đi anh Chuột Tí ơi. Chốt cho Trần Ly một cây 2025. Đây, 149.000. Chuột Tí, Tí Chuột ơi, cho em xin mã kính này nha. Ba em cũng tên là Tí Chuột luôn á. Em nói mệt chưa? Dạ mệt lắm luôn á anh Thành ơi. Mẫu kính này 2025, 149k một cây. Ai lấy em, ai mà dám chửi lộn đây hả? Có đâu, ai mà chửi em được, em hiền muốn chết à.
À, chị cảm ơn Minh Dung Trâm nha. Hai chị em giống hả? Y giống y chang nhau luôn. Cảm ơn anh Vũ Sơn Đồng. Rồi mọi người nhìn nha, cái mẫu kính này em đang lên cho mọi người coi rất là đẹp luôn ha. Chị, xong em nhận được quà tặng rồi. Cái hồi còn đẹp hơn cái kính. Cảm ơn không Ngọc Hân nghe. Rồi, nói không mất luôn đó hả? Chơi lô tô là ok. Em đi ra lô tô là ok lắm luôn đó. Để bữa nào ở nhà em có hội chợ em sẽ đi. Chuột tí ơi, anh cho em xin mã là 2025 để em chốt cho. Hello anh David Phương, tôi tốt chào anh luôn. Thôi thôi, mình giới thiệu tiếp mẫu này nha. Đây mọi người nhìn nè, cái mẫu này em đang lên cho mọi người. Em chào anh Tiền Vũ, có mã là 270, em còn hai cây duy nhất thôi. Em cảm ơn anh Lịch Luận nha. Hai cây duy nhất à. Có tân không người đẹp là sao không hiểu luôn. Ok anh ơi, anh chưa có biết tặng hay không đâu, để em cho hệ thống kiểm tra luôn nha. Cảm ơn anh Nhất Sinh, hồi nãy anh Nhất Sinh comment cái gì mà muốn chửi em luôn mà bây giờ khen em dễ thương hả. Anh này chốt cho Trần Xuân Phong một cây 2025 một khói cho anh luôn nha. Trần Xuân Phong ơi, tốt chốt cho anh rồi. Chuột tí ơi, cho em xin 2025 đi. Rồi mọi người nhìn nha, mà ai ẹt hàng của anh. Dạ anh Chí Thắng ơi, bên em có nhân viên gọi điện cho anh chưa ạ? Khi nào mà bên em có nhân viên gọi điện cho anh là bên em đã chốt hàng cho anh thì 3 ngày sau anh sẽ nhận được hàng luôn anh nha. Rồi mọi người nhìn nha, cái trồng này đó là trồng Boleroi, chống trời chống bể chống xước cho mọi người luôn. Ok Phạm Năm, em cảm ơn anh ạ. À, mọi người nhìn nha, bên trong của nó nè, ở đây nó có logo Mon Lanh. Hai cái mẫu còn nó có trái phản quang không? Ok nha, ở đây có trái phản quang màu xanh cho mọi người rất là đẹp luôn. Cái hộp của nó mình có thể làm quà tặng cũng được luôn nha. Mã kính này trồng bolero chống trời chống bể cho mọi người luôn. Trên cái viền kính mọi người nhìn nha, màu vàng nè, màu đen cứ khứa, màu vàng màu đen rất là sang trọng luôn, đẹp cực kỳ. Mẫu này nam nữ mang cũng được. Ok em chốt cho chuột tí 2025 149.000 một cây. Hello anh Bụi Trần, còn mã này em đang mang nè, cái này là 450 anh ơi. Hàng này là hàng cao cấp có hộp đầy đủ luôn nha. Chốt cho tí chuột một cây 2025 luôn nè. Rồi trái cây này trên đây mọi người nhìn nha, rất là đẹp, màu vàng màu đen màu vàng. Cầu này là cầu này là cầu ngang, cầu cong cầu ngang ha. Trồng này chống trời chống bể cho mọi người luôn. Rồi hello anh Thanh Bùi nha, sao anh chửi em dữ vậy Thanh Bùi ơi. Rồi mọi người nhìn nha, ở đây cái chồng của nó là phong hình giọt nước ái ai ai ai, trời ơi thấy chưa, rớt quá trời rớt cũng không có bể kính đâu. Đây em đang cho mọi người coi, em còn hai cây duy nhất thôi, 270 kèm theo số điện thoại nha, 450 một cây, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Đây em còn có hai cây thôi à, cái hộp của nó là như vậy, bên trong là bằng nhung nha. Trong đây sẽ có cho mọi người là một quyển sách như thế này để nói về cái kính. Trên đây cái khăn của nó có logo của Montblanc cho mọi người luôn nha. Thanh Tùng ơi, Thanh Tùng hỏi chị Túc cái Loan Lanh này em có lấy cái này không? Em lấy cái này thì em comment cho chị là 270 kèm số điện thoại nha. Kính dưới không có bán nên vội Trần ơi chọc em hoài à. Rồi mẫu kính này ai lấy comment liền cho em luôn nha. Rồi em chốt cho Thành Trung một cái 270 này luôn. 270 em còn một cái duy nhất thôi, cái này 450 một cái duy nhất luôn. Thành Trung 270, ok anh Phan Hoàng luôn ạ. À, anh Phan Hoàng nha. Rồi Thành Trung ơi, cho em xin số điện thoại của anh đi để em chốt hàng cho anh nha, vì em còn có một cái này thôi đó, anh mà không lấy là người khác lấy luôn đó nha Thành Trung nha. Anh Phan Hoàng em chốt cho anh 270 rồi ạ. À, hay hay Bụi Trần em chào Trọng Thủy luôn nghe. Rồi mọi người ơi, 270 một cây duy nhất nữa, ai lấy mọi người tranh thủ comment. Rồi Đỗ Thị Tú Anh hết kính mọi người nha, em chốt cái cây này cho Đỗ Thị Tú Anh luôn, em đã hết kính rồi, không còn mã 270 nữa nha. Trời đất ơi, bà còn comment chữ 45 phút là cái gì, 450k chị yêu. Đỗ Thị Tú Anh em chốt cho chị 270. Rồi em lên cái kính khác mà nó trồng vuông cho mọi người coi luôn nha. Còn cái kính trên đầu của em nè có 149.000 thôi, chống UV là chuẩn 400 cho mọi người luôn đó, trồng thủy tinh hữu cơ nha. Bên hông nè có chữ cu xì ở đây cho mọi người rất là đẹp luôn ha. Không có ship qua Đài Loan được, Đài Loan xa tít tình tiệt sao mà ship được. Kính đó đi đem được không? Đà, anh đầu lạch lùng ơi, vuông to trồng hữu cơ đi. Ok em lên liền cho Thanh Đặng coi luôn. Kính này anh ơi mình đi đem được luôn nha, là màu trà mình đi đem được, còn màu đen nó hơi tối nhưng mà mình vẫn đi đem được. Ok chị Đỗ Thị Tú Anh. Rồi em lên cái kính mà trồng vuông bolero, em lộn trồng vuông thủy tinh hữu cơ cho mọi người coi nha. Đây cái này trồng vuông thủy tinh hữu cơ nè anh ơi, em cảm ơn anh Nhất Sinh. Đây mọi người nhìn nha, trồng này là hình vuông trồng thủy tinh hữu cơ, bên ngoài của nó là viền nhựa mọi người nha, có chữ cu xì ở đây cho mọi người. Thì mẫu kính này là kính dẻo, có thể bẻ cong như vậy được luôn, gọn dẻo nha, em mang cho mọi người coi. Thì những anh nam nào mình thích ngầu, thích men lì, thích sang cảnh royal á thì chọn mẫu kính này nha, mã là 5006 trồng thủy tinh hữu cơ chống UV chuẩn 400. Mẫu kính này có thể là nữ cũng mang được luôn, giá của nó là 108, giá gốc 400, sale 108. Ai lấy mẫu này mọi người comment liền cho em nha. Mã số đi em. Dạ anh đầu lạch luận ơi, mã kính này là 5006 nha. Anh Năm ơi, em đẹp mà anh, em đẹp nhưng em đeo kính nam vẫn còn chưa đẹp đâu.
anh á, anh Nam, anh mang kính Nam lên còn đẹp hơn em nữa đó. Em nói thiệt, mấy anh mà mua kính bên em là gái chết hết, chết lê, chết liệt, chết la, chết lết, chết bò, chết càng luôn đó mọi người. Rồi, em chào anh đời phiêu lãng mạn luôn nha. Lãng mạn hả? Cái gì vậy? Lãng mạn ghi sai chính tả rồi phải không? À quên, anh Mạnh đời phiêu lãng hả? Rồi, chào anh Mạnh luôn nha. Mẫu kính này 5006, ai lấy mọi người comment liền cho Túc Túc luôn đi. Ngầu lắm luôn. Cái này hả? Ngầu lắm luôn, ngầu như bà bầu. Trống tiêu ghê chuẩn 400 luôn nha. Rồi, anh Đầu Lạch Luận ơi, anh có lấy kính này anh comment cho em. Có Ray-Ban luôn, anh Đông Trần Lê ơi. Đông Trần Lê, em có Ray-Ban. Em lên kính Ray-Ban cho mọi người coi luôn nha. Đây, à từ từ, để em lên một cái kính vuông nữa cho. Nói chuyện dẻo như vậy mà còn chưa dụ được anh Huy Hoàng nữa kìa. Anh Huy Hoàng ơi, anh Huy Hoàng có tình nguyện bị em dụ mua kính không? Rồi, mọi người ơi, em sẽ lên một cái kính là cái form hình vuông như vậy mà mọi người coi nha. Đây, cái kính này, đó là dòng cao cấp bên em. Em nói đủ thứ, chết anh cũng sắp chết nè. Chết lê, chết lết, chết mê, chết mờ, chết bò, chết càng luôn, thấy chưa? Đeo kính bên em hả? Ai chưa có bồ là có bồ liền luôn đó nha. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ, anh Trung Trần ơi, cái kính em mới vừa lên á, cái mã kính này là 185006, còn mã kính em đang mang nè. Dạ em chào anh Thành Nhẫn, em chào Đô Thành luôn nha. Còn kính này em đang mang giá là 700k một cây, ngày hôm nay em sale trên livestream này còn 350 anh nha. Sale một nửa giá trên livestream luôn. Thì mọi người nhìn nè, cái phong kính là hình vuông như vậy nha, hình chữ nhật như vậy. Mã của nó là 8819, 350 một cây, cho em xin số điện thoại. Trong này nè, nó được làm bằng trồng boleroi, chống trời, chống bể cho mọi người luôn, chống xước nữa nha. Bên trong nó màu xanh thì cái lớp màu xanh này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop. Dạ em ở Sài Gòn anh ơi, đây. Nguyễn Hoài ơi, yêu luôn hả? Yêu luôn, dạ anh mua kính của Túc Túc đi anh ơi. Túc nói nãy giờ hả? Mệt lắm luôn. Mệt lắm luôn rồi đó mọi người ơi. Nói muốn vỡ lòng ngực luôn rồi đó. Mà mọi người không mua kính nữa em sẽ khóc nhè luôn đó. Rồi mọi người nhìn nha. À, em chào Duy Tệ Thị Nghiệp chứ, chào chứ, không chào sao được, thấy ai cũng chào hết trơn á. Mọi người nhìn nha, trồng màu đen, vì màu đen ở trên cái trồng có chữ bót chơ, khắc tì là gì? Dạ, 350 á, Viên Lê ơi, anh Viên Lê ơi, có 350 một cây thôi, mà mọi người còn được tặng hộp nữa nha. Em sẽ lấy hộp ra cho mọi người coi. Ủa, hộp đâu rồi, ra không? Hộp gì vậy? Có rồi, hộp này mọi người ha, có hộp bót chơ đầy đủ cho mọi người luôn. Em sẽ mở ra cho mọi người coi cái hộp của nó nha. Hộp bách chơi như vậy nè, 350 một cây, hàng cao cấp của em. Chỗ nào Sài Gòn? Dạ, có kính chuyên dụng chưa? Chưa có kính chuyên dụng luôn anh ơi. Túc mà khóc chắc xinh lắm hả? Không có đâu, em mà khóc á, cái mỏ em nó xệ xuống ngay như cái vỏ sách. Mà cái mặt em nó nọng ra vậy nè, nhìn xấu xí cực kỳ. Có kính cộng vuông không em? Đây, kính cộng vuông nè, anh Huy Hoàng ơi. Đó, dạ không có phi ship đâu anh ơi. Em nhờ bên giao hàng ship á, cho nên không có phi ship được. Có 30.000 tiền ship thôi, sẽ giao hàng tới tận nơi cho anh coi hàng luôn. Hello anh Văn Vinh Phạm, Túc chào anh Văn Vinh Phạm nha. Rồi mọi người nhìn nè, đó, rất là ngầu luôn ha. Đặc biệt cái kính này có được làm bằng gỗ nữa nha. Nó sẽ có gỗ ở đây cho mọi người, cái khúc này được làm bằng gỗ. Có chữ bót chơ trong đây cho mọi người được khắc trên đây luôn. Màu vàng ở đây, màu vàng ở đây. Dạ có ship bảo lộc luôn. Bảo gì em cũng ship hết trơn á. Chỉ cần có trong Việt Nam là em ship hết trơn luôn nha. Anh có địa chỉ cửa hàng em rồi, dạ. Vậy bữa nào anh qua em chơi nha. Khóc hả? Khóc sao bây giờ mọi người chọc sao mọi người? Em mới khóc được chứ không lẽ đùng cái khóc tôi có phải là diễn viên đâu ông nội. Rồi, mẫu kính này 8819 kèm theo số điện thoại cho em nha. Chống tia phân cực, chống tia UV, chuẩn 400 cho mọi người. Anh Nam nào mang kính này lên đẹp trai ngất ngây luôn đó nha. Có bolit không? Dạ anh Ngông chăm chị ơi, bolit là kính là công an á hả? Kính gì ạ? Cái kính này anh mang lên còn ngầu hơn nữa đó nha. Mới nói không ship mà. Dạ có, ship anh ơi, ship toàn quốc cho anh luôn. Ủa anh Viên Lê ở đâu? Em chỉ ship trong Việt Nam thôi, ship của em đi hả? Rồi Phương Nguyễn ơi, lấy thì comment cho em nha. Rảnh anh ghé qua em chọn cho anh một cái. Dạ anh ơi, nếu như mà anh thích cái mẫu kính nào, anh đặt mã trên livestream thì anh sẽ được giảm tới 50%. Sau đó anh qua shop anh lấy kính anh coi kính nha. Em cảm ơn Quỳnh Quỳnh, lên kính nữ với chị. Ok fan luôn, để chị lên kính nữ. Nguyễn Quân ơi, cái này 350 em ơi. Ở luôn á. Đồng Tháp ship luôn, ở đâu cũng ship hết trơn. Sao em không tư vấn giùm anh kính đi đêm của nữ? Dạ rồi, để em tư vấn kính đi đêm của nữ nha. Đúng gái chuẩn Sài Gòn hả? Đúng gì? Đúng gái chuẩn Sài Gòn. Ừ em là gái Sài Gòn luôn đó anh ơi. Nói từ từ, ồ nói gì em mệt quá. Mặt quá mọi người ơi, em qua kính nữ nha. Cái kính này 8819 nè, 350 một cây. Anh nào lấy thì anh đó comment cho em nha. Em qua mẫu liền cho mọi người luôn nha. Ok. Thấy quá à. Thấy chưa? Đất giáo ngực.
sợ quá đến ngày mẹ nó rồi. Không thấy đứt dây mà thấy cái bụng ba nó đi nguyên. Bụng có ngấn nhiều lắm luôn. À lên kính thử đi đêm đúng không? Để em lên kính thử đi đêm nha. Mập quá mệt quá. Đây em lên kính thử đi đêm cho mọi người nha. Có chắc không em? Chắc lắm luôn. Rồi anh mua em được không? Mua luôn đi, em mệt lắm rồi. Mã máy giày em. Dạ anh Viên Lê ơi, cái mã của nó là 8819 anh nha. Trời đất ơi, đeo một lần hả? Ba cái kính trên đầu. Anh Viên Lê ơi, anh ơi, cái kính này có mã là 8819 anh nha. Anh có lấy thì anh comment cho Túc đi. 8819 kèm theo số điện thoại nha. Túc nói muốn liệu cái lưỡi luôn rồi mọi người ơi. Rồi em đeo cái kính này trên đầu cho mấy anh ghiền nha. Mua em được không hả? Mua em chơi về nuôi em chứ làm được cái gì. Rồi em lên cái kính này dành cho các chị nữ mình có thể là đi đêm được luôn. Thì mẫu kính này là 400k một cây, hôm nay em sale còn 180 thôi nha. Mã của nó là 6864. Đâu để em coi coi. Ơ lộn rồi, 6863. Mấy bữa lấy em. Ờ cục sạc nè. Rồi mấy bữa lấy cho em, dạ 3 ngày là anh sẽ nhận được hàng anh nha. 3 ngày thôi là nhận được hàng. Bây giờ anh comment cho Túc là 8819 kèm theo số điện thoại cho em liền luôn đi. Bây giờ cái mẫu này là 6863. Em có 2-3 màu cho mọi người. Ở đây nha, có sọc vàng vàng được làm bằng kim loại không bong, không tróc, không xét và không gỉ. Màu trà thì mình sẽ đi đêm được sáng hơn. Còn màu khói thì mình màu tím này sẽ đi đêm được cũng sáng nhưng mà không sáng bằng màu trà. Rồi, em còn có một màu đen cho mọi người nữa. Đây, màu đen nó như vậy nha. Nuôi em cũng được, miễn sao mua được em đó hả? Sao anh dễ thương quá vậy hả ông nội? Mẫu kính này 6863 dành cho nữ nè. Các anh nam nào muốn mua kính dành cho chị nữ của mình thì các anh comment cho em là 6863 kèm theo số điện thoại liền cho em được không ạ? À? Nói nhiều quá bà vợ ơi hả? Chết rồi, thêm một người kêu em bằng vợ nữa rồi. Khổ thân ghê, vợ tùm lum vợ hết trơn á. Rồi mọi người nhìn nha, cái mẫu kính này 6863, giá của nó 181 cây. Mọi người lấy thì mọi người comment cho em OK Thành Vinh để chị lên bắt mèo cho em coi nha. Mẫu kính này là hình vuông nha, hình chữ nhật chứ lộn. Dạ, cửa hàng của em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 anh nha. 436 đường 3 tháng 2 quận 10. Rồi em lên hello. Anh taxi Hân Duyên. Hơi bị lâu rồi mới thấy anh lên. Chào anh một cái muốn đứt con mẹ nó hơi luôn á. Hello anh Hải, cảm ơn anh Nhan. Tôi tấp mua rồi mấy cha nội hỏi. Tôi mua rồi sao nhiều người muốn mua em quá vậy. Em lên kính nở mắt mèo nha. Đau lưng quá, ước chỉ có ai đóng lưng luôn á. Đây, lên kính nở mắt mèo cho mọi người coi nha. 180 luôn. Đây, 180 mọi người nhìn nha. Cái gọng màu đen bên trong là màu vàng. To mắt mềm như vầy, 180 một cây. Rất là dễ tung luôn, cái phong tròn tròn như vậy mọi người nha. Giá của nó là 180, nó có mã là 034. Anh mua trên mạng. Không, thật, được em. Là sao em không hiểu luôn. Nguyễn Hùng ơi, anh yên tâm nha. Anh mà mua kính bên em rồi thì anh yên tâm. Vì bên em bán hàng cực kỳ chất lượng và đặt uy tín lên trên đỉnh đầu luôn đó nha. Giống như cục này của em vậy đó. Vì bên em bán hàng cho anh là sẽ cho anh kiểm tra hàng. Khi nào anh ok rồi anh mới cho em xin tiền. Còn nếu như mà anh kiểm tra hàng anh thấy là không giống như trên bé. Con bé trên livestream nó nói con nhỏ này nó xạo quá đi, đeo cái dao cái kính thấy mà gớm. Thì anh không cần lấy kính đâu, anh cũng không cần trả tiền gì đâu, được không ạ? Rồi, thì nếu như mà anh tin tưởng em, nhìn cái mặt em nè, đổ tin rồi đúng không? Thì anh mua kính của em nha. Mã kính này 034 dành cho các chị nữ. Ai thích kính nữ phong mắt mềm thì mình chọn mẫu này cho em luôn nha. Rồi, khi mọi người mua hàng bên em, mọi người sẽ được bảo hành tới 3 tháng luôn. Đó, rất là hậu hĩnh luôn, rất là ưu đãi cho mọi người luôn nha. Vì một ngày em livestream tới 3-4k, cho nên nếu như mà có vấn đề gì, mọi người cứ lên đây kiếm em. Mã số của nó là 034-10, 181 cây luôn nha. Mua nhanh đi mấy ba. Em nói mỏi miệng chứ kính nam đâu em gái vậy thôi. Trời đất ơi, anh Hải Phạm ơi, I love you bạc bạc. Cảm ơn Hải Phạm nha. Diễm Trang ơi, chị có hàng cao cấp luôn, để chị lên cho Diễm Trang coi nha. Em đeo cái đó đẹp lắm hả? Vậy thì anh Quang Vinh Phạm mua cho vợ đi, vợ anh mang lên chắc còn sẽ đẹp hơn Túc nữa đó. Rồi, mẫu kính này nè, Thành Vinh ơi, em lấy kính này em mang lên em comment cho Túc liền luôn là 034 kèm theo số điện thoại Thành Vinh nha. Đẹp lắm luôn. Rồi, lên cái mẫu nam cao cấp cho anh Hải Phạm mua kính của em gái coi nè. Rồi, anh Hải Phạm ơi, Túc lựa cái kính nào mà nó đẹp đẹp cho anh nha. Cái mặt này hả, chưa nói đã muốn lấy rồi. Vậy mà anh Trần Trường chưa có lấy cái nào hết kìa. Ông xạo lắm luôn. Đây em lên cái kính khác cho mọi người coi luôn nha. Anh đâu có vợ đâu hả? Dạ anh mua kính cho bồ đi. Có kính nam không? Dạ có luôn anh Dung Hạnh Nguyễn ơi. Thích mua em hả My Trần? My Trần là nữ hay nam mà thích mua em? Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính này em đang lên cho mọi người có màu nào, có màu mặt nào nữa không?
có màu mặt nào nữa không? Có nha, để chị lên cho Thành Vinh coi. Khi nào Thành Vinh ưng ý thì Thành Vinh comment cho chị mã nha. Còn cái đó mã của nó là 034 em nha. Cái này em đang lên cho mọi người, có mã là 8722. Trồng của nó cũng là trồng Polaroid y chang cái trên đầu của em. Cũng chống trời chống bể chống xứ cho mọi người luôn. Nhưng có điều cái form này nguyên một cây của nó là màu đen với màu bạc, nó sẽ rất là ngầu luôn ha. Đây mọi người nhìn nha, ở đây cái chỗ màu bạc này nó sẽ có chữ voucher khắc trên đây cho mọi người. Mở ra mở vô được luôn, cái này là dòng cao cấp có hộp đầy đủ cho các anh mình luôn nha. Đây, em lấy cái hộp cho mọi người coi, đó, có hộp đầy đủ luôn, có nem cạc đầy đủ. Trong cái hộp á, cái khăn của nó còn có chữ nữa nha, chữ của voucher B8000, có nem cạc nè, đó, đầy đủ cho mọi người luôn. Có khăn nữa nè, có chữ in trên đây luôn nè, thấy chưa? 350 một cây thôi, rẻ lắm luôn, 700k một cây sale còn 350. Mọi người lấy thì mọi người comment cho em nha. Mã của nó là 8722 chống UV chuẩn 400. Ơ, chỉ còn màu nữa em nha, chống UV chuẩn 400 cho mọi người. Rồi, ai lấy mẫu này thì comment cho em nha. Hải Phạm ơi, anh lấy cái này cho em đi. Mã của nó là 8722, cái form này nó đơn giản lắm luôn nè anh ơi, mà nó còn ngầu nữa nha. Nó không phải là dạng hình tròn mà nó là hình giọt nước mọi người nha. Chị còn mẫu mắt mèo nào nữa không chị? Còn luôn Thành Vinh ơi. À, gọng to nhé. Ok Diễm Trang, em lên kính nữ gọng to cho chị nha. Rồi đợi chị xíu nha Thành Vinh ơi, xong rồi chị sẽ lên cái mẫu mắt mèo cho em coi luôn ha. Đây em lên cái gọng to màu trà cho chị Diễm Trang luôn, thì đây là hàng cao cấp chị nha. Cho chị hộp Gucci. À có hộp Gucci rồi. Lấy em cây 30034 gì Thành Vinh, cho chị số điện thoại đi. Có kính nào đẹp như em không đó hả? Là sao cái kính em, là sao cái kính mà đẹp như em được? Rồi mọi người nhìn nha, các kính em chuẩn bị lên cho mọi người, có hộp như vậy nè. Đó, có hộp trong đây hai cái hộp luôn, gọng vuông mà nhỏ ấy. À, nhưng mà nam hay nữ? Chống trời chống vỡ chống chiếu chống chó chống ế chống chợt chống trời chống ế luôn nha. Rồi mọi người nhìn nha, em đeo cái này. Yeah, anh Đông Chân Lê bị em nhổ thêm một cây nữa rồi kìa. Anh Đông Chân Lê lấy hai, nãy giờ là hai ba cây rồi đúng không? Chốt cho Đông Chân Lê một cây 8722. Ủa có Ray-Ban không? Ủa vậy anh Đông Chân Lê có lấy 8722 không? Ok Thành Vinh, chị Túc chốt cho Thành Vinh một cây này luôn nha. Ok Thành Vinh một cây luôn nè. Nam, ok Huy Hoàng Nguyễn đợi em xíu. Anh Đông Chân Lê ơi, anh có lấy cái cây 8722 không? Anh lấy cây 8722, anh comment cho Túc là lấy 8722 để Túc chốt cho anh cái cây này nha, đẹp lắm luôn. Còn cái cây này nè, em lên kính nữ nè nha. À, ai đây ạ? À? Chị Diễm Trang ơi, Túc lên kính nữ cho Diễm Trang coi nè. Mẫu kính này là kính Gucci, có logo Gucci ở đây, trong đây là lớp vải mọi người nha. Còn cái càng kính của nó là càng kính to, đeo lên rất là sang. Cái form kính này là hình nơ, và đặc biệt nó cong như vậy nè, nó như cái cài tóc của mình. Cho nên khi mà mình mang kính lên á, nó sẽ ôm sát mặt của mình luôn. Chống khói, chống gió bụi cực kỳ cao, ôm luôn, thấy không ạ? Ôm sát mặt mình luôn, rất là sang nha. Cái mẫu kính này đẹp cực kỳ, còn sang chảnh nữa, 250 một cây, giá gốc 500, giá sale là 250. Giá của nó là, à cái chồng này là chồng bolero luôn nè, chống trời chống bể cho mọi người luôn, không có xước luôn nha. Mình còn đi đêm được nữa vì nó rất là sáng, nó sáng lắm, ra ngoài nắng hả, cái màu này là đẹp tuyệt vời luôn á chị ơi. À rồi, Diễm Trang có lấy cái này, Diễm Trang comment cho Túc Túc luôn nha. 250 một cây, mã của nó là 3660. Dạ Dung Hạnh, em lên kính nam liền luôn nha. Anh này cứ chốt mã Túc Túc vời, Túc Đông mà giao cho anh. Ok, thế Diễm Hình ơi, Túc Túc sẽ lên kính nha. Cao cấp mẫu khác nữa đi chị. Diễm Trang ơi, à, Túc Túc hết cái mẫu cao cấp mà cái dạng này rồi. Kính này bây giờ chỉ còn một cây này thôi. Bây giờ Túc lên kính khác cho Diễm Trang coi nha. Nhưng mà ok, anh Đông Trân Lê, em chốt cho anh cái cây 8722, 350 một cây. Ớ, Cộng Hòa Tân Bình là ở gần Túc đó anh ơi. Chốt cho Đông Trân Lê rồi nha. Dạ anh Vũ Xuân Đông ơi, anh đợi em xíu được không ạ? À? Rồi bây giờ em lên một cái kính nam cho mọi người nha. À kính nam mà Ray-Ban đúng không? Em sẽ lên kính này cho mọi người coi, kính nam Ray-Ban luôn ha. Mệt. Rồi mọi người nhìn nha, thì cái mẫu này sẽ là mẫu cuối cùng mà em like cho mọi người coi rồi đó. Mẫu này là mẫu cuối cùng, là mẫu Ray-Ban. Mở ra cho mọi người coi nha. Đó, cái hộp của nó rất là nhỏ như vậy luôn. Hộp da cao cấp có chữ Ray-Ban trên đây. Mã của nó là kính gấp nha. Hello anh quá cưng em luôn, trời đất ơi, chào vợ yêu nữa kìa. Thêm một ông kêu tôi vợ yêu nữa rồi. Cái này nè, mình có gấp lại 1000 lần nó cũng không bị gãy đâu nha. Em mở ra cho mọi người coi. Thấy không? Gấp như thế nào cũng được hết trơn á, không có bị gãy đâu. Vì cơ chế của nó là kính gấp mà. À, em uống nước thôi, em mỏi miệng quá, em đau tim quá. Em này có mỗi kiểu áo dây đẹp quá. Anh Lê Hà này, anh chào em hoài à. Cái kính dễ thương chưa? Rồi em mang cho mọi người coi nha. Thì cái tròng của kính này nó được làm bằng tròng thủy tinh luôn, không phải là tròng thủy tinh hữu cơ đâu. Hello anh Hai Tôm, Túc Túc
cho anh hai tôm luôn nha. Trong thủy tinh có chữ Ray-Ban khắc tia laser trên đây cho mọi người luôn nha. Trong này là trong thủy tinh, bên đây có khắc chữ AB cho mọi người luôn, viết tắt là Ray-Ban nha. Ở đây có cái tem nè. Có. Trời đất ơi, cái gì mà kêu tôi bằng bà xã vậy ông nội? Chắc tôi tái không một cái sắp bật luôn quá hờ. Quá đáng lắm luôn. Rồi, mọi người nhìn nha, cái kính này là mã lạc kính gấp nha. Giá của nó là 500 ngàn một cây lận đó. Anh nào lấy thì comment cho Túc nha. Ngày hôm nay Túc sale cho mọi người chỉ còn có giá là 250 thôi. 250 một cây mọi người nha. Giá như em, dạ 250 anh ơi. Anh Dung Hạnh Nguyễn ơi, lẹ lên nha. Trời đất ơi, cái gì mà vợ yêu khỏe gì vậy? Khỏe không? Cái gì mà tàn tờ bà xã vợ yêu không vậy mấy ông nội? Rồi, mọi người cầm hình liền cho em đi. Mã kính này nha, là kính gấp nè, chống tiêu UV chuẩn 400. Cái này mình còn đi đêm được nữa nha. Đó, rất là sáng luôn. Dạ, 250 một cây. Anh Dung Hạnh Nguyễn cầm hình lẹ lên. Cái kính này kính cuối cùng rồi đó. Hello anh Tấn Điệp. Vậy anh Phát Phan ơi, giá kính này là 250 một cây, có hộp cho mọi người đầy đủ luôn, có bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn nha. Dạ ok, Dung Hạnh Nguyễn ơi, anh comment cho em đi, comment cho em là số điện thoại kèm theo chữ là kính gấp luôn nha. Mệt quá mấy má ơi, mệt quá, không nói nữa đâu, không like kính nữa đâu, bây giờ mình nghỉ like kính nha. Túc túc có một người hả? Lấy chị cái đây nhé. Ok, chị Dung Hạnh Nguyễn, trời đất ơi, nãy giờ tưởng đàn ông không á. Nãy giờ em cứ kêu bằng anh. Suzy, chị yêu luôn nha. Chị yêu ơi, chị comment cho em là chữ kính gấp kèm theo số điện thoại luôn nha. Cái kính đó là cái kính cuối cùng mà em live stream rồi đó. Mọi người comment lẹ lên đi. Mọi người thương em, mọi người chúc rầm lên. Mã, Hà Huy ơi, mã của nó là kính gấp kèm theo số điện thoại cho em nha. Chị Dung Hạnh Nguyễn ơi, chị comment cho em chữ kính gấp đi để các bé nhân viên bên em chốt hàng cho chị luôn nha. Nghĩ nói về đi hát đi hả? Em có biết hát đâu, em hát như dịch đẹp vậy đó. Rồi, chị Dung Hạnh ơi, chị comment cho Túc là chữ kính gấp chị nha. Anh Hà Huy ơi, anh lấy kính này, anh comment cho Túc là kính gấp kèm theo số điện thoại luôn. Anh Phát Phan ơi, anh comment lẹ lên nha. Đây, em mang lại cho mọi người coi nữa, mọi người coi lần nữa nha. Mở ra mở vô cũng không có sao hết trơn á. Ơi, em nghe nè Bính Xuân ơi. Gấp vô gấp ra gấp như thế nào cũng được hết. Ok, anh Phát Phan, em chốt cho anh liền luôn nha. Một cây kính gấp nè. Yeah. Anh Phát Phan ơi, bị em dụ rồi. Em chốt cho Hạnh nè. Em chốt cho chị Hạnh một cây nữa nha. Chị xem lại mẫu Gucci là ok, để chị cho em xem nha. Gia Hy Đỗ ơi, em chốt cho Dung Hạnh Nguyễn một cây. Đây, để chị mang lên cho em coi nha. Đây, cái Gucci này thì giá của nó. Dạ Bính Xuân ơi, cái này 250 một cây anh nha. Anh lấy gì anh comment cho Túc liền luôn. 250 một cây kính gấp nha. Hello Trọng Hiếu của Túc luôn nha. Rồi mọi người ơi, em lên kính này cho mọi người coi. Mã của nó là Gucci nha. Cái kính đổi 2 ký tôm nhé. Ok luôn nha. Rồi mọi người ơi, đau bụng quá, mệt trong người quá, nói nhiều mệt quá. Mọi người thương em không? Mọi người chốt rầm cho em đi. Dạ Nguyễn Hoang ơi, cái này là 250 một cây. Mã của nó là kính gấp. Anh comment chữ kính gấp kèm theo số điện thoại cho em nha. Còn cái kính này nè, em đang mang. Hello anh Bá Vịnh, dễ chốt cho anh Phan Hoàng một cây. Mất ship không? Mất ship chứ, phải mất ship chứ. Trời ơi, tiền ship 30.000 một cây nha. Lộn, tiền ship 30.000 một chuyến. Ngoại thành là 30, nội thành là 20. Ok, em chốt cho Đỗ Thị Tú Anh một cây kính gấp luôn nè. Anh Phan Hoàng một cây kính gấp luôn nè. Hello anh Quốc Phượng Trần nha, anh chốt em luôn đó hả? Anh chốt em hay anh chốt kính nè? Anh chửi em rồi nhé. Em chửi anh rồi nhé hả? Anh biểu anh chọc em chơi. Dạo này bé quá, bé như con heo luôn á anh hả? Em sắp lăn luôn rồi đó. Giờ mà chỉ cần đẩy một phát thôi là em lăn vòng tròn luôn rồi, khỏi cần đi luôn rồi đó. Rồi, ai lấy kính này nữa đây ta? Bính Xuân ơi, giá của nó là 250 cái kính gấp luôn nha. Rồi, bé Gia Hy Đỗ ơi, túc lên cho Gia Hy Đỗ coi cái này nè. Đó, ôi lộn, chị Gia Hy Đỗ ơi, em xin lỗi luôn nha. Cái mẫu kính này nè là kính Gucci, 250 một cây. Có cái hộp cho chị luôn nè. Có hộp như vậy cho chị luôn nha. Trong đây là có hộp da như vậy nè. Trong đây có cái đem kẹt cho chị nữa. Nói chung là đầy đủ hết trơn, có khăn, có khiếu, có từ lưng, từ lá hết trơn nha. 250 một cây, mã là 3660. Trong kính này là trong kính bolero, chống trời chống bể cho chị luôn đó nha. Kính đó đi đêm được không? Dạ có, kính này mình đi đêm được luôn. Mà cái kính gấp hồi nãy mình cũng đi đêm được luôn mọi người nha. Rồi em chốt cái này cho ai nữa đây ta? Hello anh Đức Thiện, chốt cho Trần Trung Hậu một cây kính gấp. Ok anh Trung Hậu nha, anh Trung Hậu bị Túc dụ rồi kìa. Mọi người bị em dụ Túc Thiên ơi kìa. Chốt cho Trần Trung Hậu một cây. Còn cây kính gấp này nè, về nhà mọi người rảnh mọi người gấp 1000 lần nó cũng không bị bể bị gãy nữa nha. Đây em bắt đầu chốt tiếp nha, chữ kính gấp kèm theo số điện thoại liền cho em luôn mọi người nha. Rồi Trần Trung Hậu ơi, em chốt cho anh rồi ha, em chốt cho ai nữa nè? Thế Duy một cây kính gấp mai gọi nha. Ok Thế Duy luôn. Rồi em chuẩn bị kết thúc live stream rồi đó. Thế Duy một cây, để em coi hệ thống có gửi về cho em người chia sẻ nhiều nhất chưa nha. Cảm ơn anh Quốc Phương Trần.
Coi coi, hệ thống gửi về chưa nha. Đã có người chia sẻ livestream nhiều rồi. Chưa có chồng. Chốt cho Gia Hy đổi một cây luôn. Em cảm ơn chị yêu. Em chốt cho chị 3660 luôn nha. 350 250 một cây. Chốt cho kính cô xì. Dạ chị Mỹ Hương ơi, chị cho em xin số điện thoại đi. Mọi người chết vì cái miệng hả? Có duyên rồi, thôi không mua không được. Anh Quang Minh Phạm chờ, sáng giờ anh chưa mua cho em cái nào đúng không? Anh mua cho em chưa? Chốt cho Thu Tư Đào một cây luôn nha. Thu Tư Đào một cây kính gấp nè. Chốt cho Phát Phan một cây kính gấp luôn nè. Chị Mỹ Hương ơi, chị cho em xin số điện thoại của chị luôn nha. Phát Phan ơi, em chốt cho anh rồi. Có chứ, chị chuẩn bị công bố mini game cho em liền luôn. Chốt cho chị Gia Hy đổ một cây 3660 luôn nha. 250 một cây chị Gia Hy đổ ơi. Ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k, mua hóa đơn cho 500k, em không lấy tiền ship của mọi người đâu. Rồi, yeah, chốt cho chị Mỹ Hương một cây luôn nha. Em cảm ơn chị Mỹ Hương nhiều ạ. Chị Mỹ Hương, chị ở trong livestream của em nãy giờ sao chị Hương không nói chuyện với em hết trơn vậy? Chị Mỹ Hương ngồi im lặng quá vậy? Rồi, bây giờ em đóng kính lại nha, em sẽ lên câu đố lại cho mọi người và cho mọi người trúng thưởng luôn nha. Rồi để em dẹp cái kính này vô nha, em sẽ chơi mini game với mọi người nè. Hôm nay á là em live tối nay thôi, ngày mai á là bé Huyền live. Có gì mọi người nhớ vô livestream chơi nha. Kính gấp nữ mang được không? Hương nhí nhố ơi, kính gấp là nữ mang được luôn em nha. Nữ mang lên là cực kỳ chất, cực kỳ ngầu luôn á. Rồi Hương nhí nhố ơi, đây. Không à, Hương nhí nhố ơi, em có lấy kính gấp thì em comment cho chị Trúc liền luôn là hello anh Ngô Đình Trọng nha. Comment cho Túc Túc liền luôn là kính gấp kèm theo số điện thoại để Túc chốt cho em nha. Đây mọi người ơi, đã có người chia sẻ livestream nhiều nhất của em rồi. Đó là bé Chi Chi. Anh ơi, anh Hà Huy ơi, anh Vũ Xuân Đồng ơi, bạn Chi Chi là người mà hệ thống đã gửi cho em về rồi nha. Bạn Chi Chi là người chia sẻ livestream của Túc Túc nhiều nhất. Bạn Chi Chi sẽ nhận được cái kính này là 0019, giá là 900k một cây nha Chi Chi nha. Chi Chi ơi, em inbox cho fanpage nói là trúng thưởng giải share nhiều nhất em nha. Em cảm ơn Tấn Tú Nguyễn ạ. Hello anh Phan Tùng, em cảm ơn anh Hai Mary luôn nha. Rồi, bây giờ tới lượt là câu đố, em sẽ giải quyết câu đố cho mọi người luôn. Thì nãy giờ chưa có ai đánh trúng hết trơn á. Nhưng mà không sao, nếu như mọi người không đánh trúng thì em sẽ công bố đáp án cho mọi người comment đáp án luôn nha. Bây giờ mọi người cùng nhau comment cho em chữ trái tim. Đây, cái gì nhà nào cũng có đó là trái tim mọi người ha. Bây giờ mọi người cùng nhau comment cho em đi chữ trái tim được không ạ? Trái tim nha. À, mình nhiều nhất mà. Nguyễn Khoa ơi, bạn Chi Chi là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn nha, nhà Nguyễn Khoa ơi. Rồi, mọi người ơi, mọi người comment cho Túc chữ trái tim để mọi người nhận được kính luôn nha. Thì hôm nay nếu như mà mọi người trúng thưởng thì mọi người sẽ được chọn một trong hai cái mẫu kính này em đang mang nè. Mẫu này màu đen nha, nam mang vô ngầu lắm. Còn mẫu này màu khói nè, nữ mang vô xinh lắm luôn. Rồi, bây giờ mọi người cùng nhau comment cho em chữ trái tim được không ạ? Xong rồi cho chọn kính nha. Comment chữ trái tim đi, em sẽ lướt comment để chọn ra người trúng thưởng. Bóc trúng ai có chữ trái tim là người đó được trúng kính của em luôn. Hơi bị dễ nha. Nhưng mà mọi người nhớ nè, mọi người phải chia sẻ livestream trước khi mà em công bố coi ai là người trúng thưởng. Vì nếu như mà em công bố bóc trúng chị nào đó đi, bóc trúng chị Gia Hy đổ đi, mà chị Gia Hy đổ chưa có chia sẻ livestream hoặc là chia sẻ vừa xong là không được nhận kính đâu. Mọi người phải chia sẻ trước khi em công bố và chia sẻ ở chế độ công khai nha. Chữ trái tim ok chưa? Rồi bây giờ em sẽ lướt comment liền luôn để chọn mọi người nha. Trái tim nha, cái kính nữ nè. Nếu như ai trúng thì chọn mẫu này cho em là nữ, đẹp lắm, nam cũng đẹp luôn. Trái tim nha, lướt nha, lướt nha các thánh của em ơi. Lướt nha, chuẩn bị nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ai đây ạ? Đó, em không có biết đó trúng ai đâu. Đây, em like cho một phát nha. Không biết ai hết trơn, để coi coi. Anh Vũ Xuân Đồng comment là trái tim. Comment sai chính tả rồi nha ông nội ơi. Thấy chưa, comment chữ trái tim là sai chính tả rồi nha. Thiếu chữ y rồi, ok, lướt lại nha. Anh Vũ Xuân Đồng comment chữ trái tim, mọi người thấy không? Không nè, comment chữ trái tim thiếu chữ y rồi ha. Lướt lại một lần nữa cho nó vui nha. 5, 4, 3, 2, 1, ai đây ạ? Đây, ở đây nha. Ai đây, like một phát coi, không biết like sao luôn. Nguyễn Đức Thiện comment chữ trái tim, ok, đúng chính tả ha. Rồi, Nguyễn Đức Thiện ơi, anh comment cho Túc là trúng thưởng kèm theo số điện thoại đi, làm sao để em like cái comment của anh bây giờ ta. Rồi, Nguyễn Đức Thiện ơi, anh comment cho Túc đi là trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền luôn Nguyễn Đức Thiện nha. Đó, Nguyễn Đức Thiện ok ha. Rồi, mực dính tùm lum trên tay hết trơn.
Nguyễn Đức Thiện ơi, comment cho em nha, là trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền luôn. Anh chọn cái mẫu kính nam hay kính nữ nha. Nếu như mà là kính nữ, anh comment là trúng thưởng kèm theo chữ là LV. LV là kính nữ kèm theo số điện thoại. Còn nếu như mà anh chọn kính nam thì anh comment cho Trúc là trúng thưởng kèm theo là 0318 kèm theo số điện thoại nữa để trúng cái kính màu đen này. Thì giá của mỗi cây đều có giá là 400k một cây hết trơn á. Bây giờ thì em cảm ơn mọi người nãy giờ đã ủng hộ em nhiệt tình luôn nha. Em chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ luôn nè. À, có gì ngày mai 11:30 mọi người vào livestream mọi người chơi với em nha. Thì thứ hai em sẽ quay lại livestream em nói chuyện chơi với mọi người tiếp. Còn ngày mai thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì bé Huyền sẽ livestream cho mọi người. Đặc biệt bé Huyền còn biết hát nữa. Có gì ngày mai mọi người vô livestream để mọi người nghe hát luôn nha. Hết đó. Bây giờ thì túp túp bye bye mọi người. Chúc cả nhà của em ngủ ngon nha. Anh Nguyễn Quang ngủ ngon, Hà Huy, Minh Minh, Nguyễn Thần, Nguyễn Khoa luôn. Mọi người ngủ ngon, anh Cường ngủ ngon. Bye bye mọi người. Tiền ship ngoại thành là 30k, nhớ cho em thu tiền ship nữa nha. Ngoại thành là 30, nội thành là 20 mọi người nha. Hóa đơn trên 500k miễn phí ship, mua 3 cây cũng được miễn phí ship luôn. Bye bye mọi người.